Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo yêu thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồi Maria Đức Mẹ Cô Tử Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lúc nữa. Amen. Xin mừng Maria Đức Mẹ Cô Tử Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lúc nữa. Hồi Maria Đức Mẹ Cô Tử Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lúc nữa. Amen. Xin mừng Maria Đức Mẹ Cô Tử Đổ Cho Con là kẻ có tội. Hỡi Maria Đức Mẹ Chúa Trời Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hỡi Maria Đức Mẹ Chúa Trời Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hỡi Maria Đức Mẹ Chúa Trời Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con bày vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria và thiên nhân được lên xuống nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ngang vui vẻ vô cùng. Amen. Kim áo đỏ như vua giả đầu đội mạo ngai thấu suốt cả máu cháy rồng rồng mặt chứa chan lạy quỳ gối nhạo giơ tay và lạy ơn Đức Mẹ con ngay. Xin về sơ nhiễm màu này ngắm thương cho con được đức khiêm nhường hàng bằng lòng chịu trong đảng nước nha. Lạy cha con đến cờ ngó về lên cha ngó cha lên cha thì đến khi cha này em đưa ra cũng như trên trời. Xin cha cho con ngay đến cờ hàng ngày mà thay lời chúng con như chúng con muốn thay kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai chúng con rỗ nhưng khi chúng con ra khỏi sự giữ anh. Xin mừng Maria lễ ơn có Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Hỡi Maria Đức Mẹ Chúa Trời Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria lễ ơn có Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ ơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà cùng phúc lạ. Hỡi Maria Đức Mẹ Chúa Trời Đổ Cho Con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Hãy Maria Đức Mẹ Chúa Trời Đổ Cho
công mô đà địa bồ tát ni nay và trong giờ lãnh từ an nghe tuyên công ma di a đà bồ tát chúa trời cùng bà và con húc la ngọc mê nữ và giê xu lòng bà hùng phúc la hai ma di a đức gia chúa trời và cho công mô đà địa bồ tát ni nay và trong giờ lãnh từ an nghe tam danh đức chúa cha và đức chúa con và đức chúa thánh thần chúa đã có chúa vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng an nhiên chúa con tôn thầy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Maria và thiên nhân được lên tốt nghỉ ngơi hằng xem quay mặt đức chúa trời cảm giác vui vẻ vô cùng an nhiên khi quan đoạn diệt an đà phê thánh gia đèn cho bác nặng nề đau đớn vừa đi vừa ngã xuống hôn đồ của cổ kéo lôi đi lại ơn đức mẹ khoan thay xin vì sơ nhiễm màu này cảm thương chớ con đừng để căng thẳng tương đương thánh gia theo làm chúa đi xin cha xóm con nay đứng từ hàng ngày mà ai là chúng con chứ chúng con cũng đang gặp con ở chúng con đi trở để chúng con ra trước phạm lỗ nhưng nếu chúng con ra khỏi từ thứ an nghe để mong mai để có đến suốt thời anh ba nhà đức mẹ chúa trời cho ông con làm mẹ có tôi đi nay và trong giờ lắm giờ an nghe anh ba nhà đức mẹ chúa trời cho ông con làm mẹ có tôi đi nay và trong giờ lắm giờ an nghe hãy Maria đức mẹ chúa trời mở cho con làm trẻ con tôi đến nay và trong giờ lắm giờ amen. Hãy Maria đức mẹ chúa trời mở cho con làm trẻ con tôi đến nay và trong giờ lắm giờ amen. Hãy Maria đức mẹ chúa trời mở cho con là mẹ con tôi đi ngay vào trong giờ lắm giờ an nghe. Hãy Maria để có thể chúa trời cùng bà và con cũng là anh ngồi lên dưới vai dây chúa lòng bà cũng là anh. Hãy Maria đức mẹ chúa trời mở cho con là mẹ con tôi đi ngay vào trong giờ lắm giờ an nghe. Hãy Maria để có thể chúa trời cùng bà và con cũng là anh ngồi lên dưới vai dây chúa lòng bà. Hãy Maria đức mẹ chúa trời mở cho con là mẹ con ở đi nay và trong giờ lắm giờ an nghe. Hãy Maria đức mẹ chúa trời mở cho con là mẹ con tôi đi nay và trong giờ lắm giờ amen. Hãy Maria đức mẹ chúa trời mở cho con là mẹ con tôi đi nay và trong giờ lúc giờ an nghe. Cảm ơn đức chúa cha và đức chúa con và đức chúa thánh thần. Chưa đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng an nghe. Chúng con thấy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Maria và thiên nhân được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng an nhiên
Thảm thay số cửa trên thánh gia, đành đóng chân tay thấu suốt cả, Chúa chịu đền thay hết tội đời. Nhẹ như đau sắn thâu quá giả, ngày ơn nước mẹ phan tay, trên về sơ nhiễm màu này thảm thương. Tha con khỏi các nỡ gần, khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù. Này cha con ở bên cờ, con người lên cha ba tát nước cha đi đến hít cha thì dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho con ngay nhân lửa bàn này, và ta nhờ chúng con, nhớ chúng con của ta sẽ con nhờ chúng con. Khi ta để chúng con ra cửa trong rồi, nhưng chúng con đã hỏi cửa cửa an nghe. Lòng nên nhớ về đắng cay,
xin vì những thứ tham thiết này cho con món được ăn mày vân phố, xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con rất tiếc về trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy ngài, ngài muốn con làm chi, lạy ngài là sức sống của con, lạy ngài là ánh sáng đời con, lạy ngài là chúa trang hy vọng, là đường để con hằng soi gương, lạy ngài đường chân thật niềm vui trọn vẹn là tiếng hát đầy vơi, lạy ngài đổi mới cho cuộc đời, lạy ngài hạnh phúc cho đời ai. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giê-xu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Maria. Marta rước vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria, ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc tiếp đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Suy niệm: hai chị em Marta và Maria là hình ảnh của đời sống chiêm niệm và hành động phục vụ. Cả hai phải gắn kết với nhau, hăng say phục vụ mà bỏ quên cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa thì chỉ có phục vụ người khác theo ý riêng mình, chứ không theo ý Chúa. Lắng nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì lời Chúa chưa sinh hoa kết trái. Chúa Giê-xu là mẫu mực lý tưởng của chúng ta, người dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện với Chúa Cha, đồng thời người đi khắp nơi để đem ơn lành đến cho mọi người. Ước gì người Kitô hữu luôn tâm niệm hình ảnh này của Chúa để noi gương trong đời sống gia đình. Cầu nguyện: lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở nên gia đình của Marta và Maria, để chúng con luôn sẵn sàng đón Chúa và những người anh chị em của Chúa với tấm lòng rộng mở. Amen. Lạy Nữ Vương gia đình, nghe ở đây với chúng con vui buồn sớm khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết đầy trong ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tới ngày, nhưng có mẹ ở đây với chúng con sẽ quên hết ưu phiền vui sống qua kiếp lưu đầy. Mong ngày sau sung sướng cùng mẹ muôn đời đến thiên đàng. Amen. Lạy ông Thánh Chúa sẽ là cha nuôi Đức Chúa Giê-xu Kitô, cùng là hoàng thần dân thánh đồng trinh Maria. Xin người cầu nguyện cho chúng con và cho các kẻ mong sinh thì trong đêm hôm nay. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời. Amen.
lại sinh ra con, cho con được làm người khôn ngoan, gìn giữ con, hàng che chở con, lại cho người ai xuống thế làm người, cho tôi chiếu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được tạo thánh như Chúa Trời. Con chiếu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh cơ mà đã cho tận giác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lại kêu lấy con kéo phải trên người ăn ăn rồi chăm chỉ vài cá phải chờ tên nước trên nhà. Cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hận cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong thời gian cách như về Chúa Trời đi chơi trẻ cho mọi lời Chúa quyền các con ra ngang tiêu luôn để giữ lòng thiết kiệt về cha ta. Amen. Amen. Cái gì cứ Chúa Giêsu thương xót chúng con, ngài đã đi cực ác cực tình cho thánh nữ bà Maria, bảo cho chúng con, ngài ông thánh chúng ta là bàn ách cài cho bà Maria, đầu đời đồng quy, bảo cho chúng con, ngài các thánh tử đạo hiền ngang, bảo cho chúng con, con lạy Chúa, con ở dưới vườn sông kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu oan, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chất tội nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán nữa, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Thì đã trông thấy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày ấy trông thấy người cho liêng. Vì người dân nhân lành hãy thương vô cùng, kẻ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Maria và thiên nhân được nghỉ ngơi đời đời và nước pháp tôi vô cùng. Lạy Chúa xin kêu lấy linh hồn Maria và thiên nhân cho khỏi tù mà được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Chúa đã phán giấy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thường đến các linh hồn nơi lửa liền tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em và nếu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng mà coi cho liên an nghe. Lạy Chúa, con xin có tâm linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm. Kẻo ta phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tôi chăm chỉ, chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. Đức Cha Phụ các giáo hữu cùng cho chúng con nữ vương phán sự bình an cầu cho chúng con. Đức Chúa đã mẹ làm nên cùng hội thánh Chúa, xin Chúa nghe cho chúng con. Đức Chúa nhắc lòng chúng con lên phước cao những sự chết trời, xin Chúa nghe cho chúng con. Đức Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời, xin Chúa
nghiệp cho chúng con. Đức Phật thân lại các thánh nam nữ ở trên trời, chúng con là kẻ phàm mẹ, còn ở dưới thế này, còn sợ trước ma quỷ. Các thánh đã vượt biên thiên thế này, cũng đã khỏi mọi sự dữ, nhân vì sự ấy, xin các thánh cầu cho chúng con được nghe ý Đức Chúa Trời mà giữ mười điều răn cho tròn, đến ngày sau chúng con được vào cửa thiên đàng. Hôm nay một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời ba ngôi, hướng phố vui vẻ vô cùng an. Mình côi hướng tâm nào ngàn thấm thân tề, từng lời kinh xót mê, xin dâng về nữ vương hiền vi. Khi an vui thái hòa, như ngày thiên sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời giáng trần, như khi mẹ gặp lại con chúa, kết hoa kinh để dâng mẹ. Một tràng hoa mân côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh son men, xin dâng về nữ vương hiền vi. Nữ vương mang sự bình an cầu cho chúng con. Nữ vương mang sự bình an cầu cho chúng con. Nữ vương mang sự bình an cầu cho chúng con. Nhân anh cha và con và thánh thần. Chúng ta mang phục vụ trong nội dung thân thiện ông giáo phụ trong bàn là để thử ăn. Quyên hàng năm thì giáo hội thầy dành riêng tháng 10 là tháng Mang Côi Chính Mẹ để chúng ta cầu xin sức mẹ cho tất cả mọi thế giới cũng như từng gia đình của chúng ta. Thế và mà trong đó là cái ơn đại sáng. Vì thế là hôm nay gia đình tôi cũng rất vinh dự được chú ban cũng như là chú tổng đoàn về gia đình chúng tôi đọc kinh xin ơn những kẻ sống cho gia đình chúng tôi cũng như tất cả tổng đoàn, và đặc biệt là hôm nay cầu nguyện linh hồn kim nhân cũng như là Maria. Thay mặt gia đình xin các lòng cảm ơn quý vị, xin quý vị chú đại để sớm chúc gia đình. Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo Yêu Thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.